Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong bản tin phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam vào mỗi buổi thứ sáu hàng tuần. Thì ngày hôm nay chúng ta như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng điểm lại tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần vừa qua, cũng như có một vài cái góc nhìn xu thế thị trường trong tuần tới, và chúng ta sẽ điểm qua lại toàn bộ các cái danh mục cổ phiếu mà xuyên suốt tất cả các bản điểm tin của Hùng Lê. Từ những thời điểm rất là sớm, từ những cái bản tin ở trước Tết thì xuyên suốt tất cả những bản điểm tin đó thì chúng ta đều có đề cập đến, và hàng tuần thì khi khi mà có những cái mã cổ phiếu tốt, những mã cổ phiếu có tín hiệu thì Hùng Lê sẽ phân tích và sẽ up lên trên Zoom. Thì nhân tiện cái câu chuyện của tuần này thì hiện tại thì sau một cái quãng thời gian vận động nhất định thì Hùng Lê đã chuyển tải từ ba kênh trên kênh YouTube, trên kênh Facebook và trên kênh Zalo. Trên kênh Zalo để chúng ta có thể là tương tác với cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta. Và sau đó thì Hùng đã chuyển thể tất cả những cái nhà đầu tư cũng như tất cả anh chị em của chúng ta lên trên một cái nhóm của Zalo, đấy là nhóm Chiến binh Samurai 01. Tuy nhiên là trong tuần vừa qua thì đã có một cái sự việc nó không đáng có. Cái đó thì nó cũng thuộc về một cái lỗi quản lý, bởi vì rõ ràng một điều là khi mà Hùng Lê truyền tải những cái việc đó thì Hùng Lê mong muốn rằng là chúng ta sẽ cung cấp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta một cái kênh, một cái nhóm để chúng ta có thể tương tác, để cho chúng ta có thể tương tác và để chúng ta có thể cập nhật những cái thông tin tốt nhất. Tuy nhiên là sau một thời gian vận hành thì đã bộc lộ rất nhiều những cái yếu điểm của nó, bộc lộ rất nhiều các cái yếu điểm của nó. Và vì vậy thì Hùng Lê quyết định là sau bản tin video số 45 thì Hùng Lê sẽ nhóm Chiến binh Samurai 01 tạm thời sẽ dừng lại và Hùng Lê sẽ giải tán nhóm. Hùng Lê sẽ giải tán nhóm Chiến binh Samurai 01, bởi vì là khi mà chúng ta mở ra mà chúng ta không quản lý được và chúng ta chưa có được một cái quy chế, chưa có được một cái quy trình và chưa có được một cái định hướng thì như thế nó sẽ rất là khó. Vì vậy nên là Hùng Lê sẽ quyết định dừng dừng lại tất cả những cái hoạt động ở trên nhóm Chiến binh Samurai 01. Thì đấy là những cái câu chuyện đã xảy ra, và một điều Hùng Lê cũng cảm ơn tất cả những anh chị nhà đầu tư là những người nhân chứng đã cung cấp cho Hùng Lê những cái việc làm của một cá nhân. Thì việc này thì Hùng không có đề cập cá nhân đích danh đó là ai. Nhưng mà những cái việc làm đó thì rõ ràng một điều là cái yếu điểm của Zalo đấy là chúng ta không lọc được profile của những người đăng ký. Đấy, nhưng mà đặc biệt là ở trên kênh chứng khoán, trên kênh Facebook thì chúng ta hoàn toàn làm được việc đó. Tức là những anh chị mà tham gia room ở trên cái kênh của Facebook của Hùng Lê thì Hùng Lê hoàn toàn lọc, và những ai đủ các những điều kiện, đủ các những yếu tố thì Hùng Lê mới mới đồng ý cho các anh chị tham gia nhóm. Thì cái ưu điểm của Facebook là như vậy, nhưng cái yếu điểm của Facebook thì nó cũng có những cái bộc lộ. Vì vậy là sắp tới thì Hùng Lê và các anh chị cộng sự sẽ có thể là nghiên cứu lại một cái room, có thể là trên trên Facebook hoặc là trên Zalo, và nếu mà trên Facebook thì chúng ta phải làm như thế nào và trên Zalo thì chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta vận hành cái room đó nó ổn định, nó ok, và chúng ta cũng nhận được nhiều các cái thông tin tốt và thông tin tích cực ở trên Zoom. Chứ Hùng Lê cũng không có cần là cái việc là ở trên Zoom cứ nhảy múa rồi trên Zoom tất cả những cái đó, thì đó là những cái mà rồi Hùng Lê sẽ làm lại. Thì đấy là một trong những cái sự việc mà không đáng có và cũng khá là đáng tiếc khi chúng ta mở ra và chúng ta không có vận hành được. Và trước mắt, trong cái thời gian trước mắt khi mà Zoom Zalo của chúng ta chưa hoạt động trở lại thì cũng có một điều rất là tuyệt vời, đấy là trong tuần vừa qua thì kênh YouTube của chúng ta đã được gọi là nhà quản lý YouTube đi, đã được nhà quản lý là mở ra một cái tab mới, đấy là tab cộng đồng. Thì cái tab cộng đồng này cũng là một trong những cái tab để rất là thuận tiện, có thể ở đây chúng ta có thể viết được những cái bài phân tích, bài đánh giá về mã cổ phiếu, và thậm chí là trong phiên
trong phiên thì có những mã cổ phiếu nào tốt thì Hùng Lê sẽ up lên ở trên Hùng Lê sẽ up lên ở trên cái tab cộng đồng này để cập nhật cái điểm mua cũng như cập nhật tất cả những cái cổ phiếu mà có dòng tiền và có những cái điểm mua tốt thì Hùng Lê sẽ cập nhật đến đây. Thì để mà các anh chị vào được cái tab cộng đồng này thì trước hết là các anh chị sẽ phải đăng ký kênh. Khi các anh chị đăng ký kênh xong rồi thì các anh chị ở đây nó sẽ có những cái tab, ví dụ trang chủ, video, danh sách phát và cộng đồng. Thì các anh chị vào mục cộng đồng thì Hùng đang test thử một cái tham khảo ý kiến của tất cả các anh chị em là nên làm video kỹ thuật này, hoặc là làm video về phân tích cơ bản, hoặc là nên có cả hai. Thì để đấy cũng là một cái thăm dò ý kiến của cộng đồng nhà đầu tư, để sau đó thì Hùng Lê cũng như các cộng sự sẽ nghiên cứu sâu hơn về thị trường, nghiên cứu sâu hơn về các mã cổ phiếu để làm sao để có thể cung cấp được những cái góc nhìn tốt nhất, những cái góc nhìn khách quan nhất đến với cộng đồng nhà đầu tư. Thì đó là những cái mục tiêu mà Hùng Lê và anh chị em trong team sẽ tiếp tục đồng hành và tiếp tục phát triển để làm sao đó có được một cái sức rất là nhỏ bé ở trên cái thị trường tài chính này, để có thể đây cũng là một cái kênh tham khảo để giúp cho tất cả các anh chị của chúng ta vững vàng hơn trong đầu tư. Còn rất nhiều các bản tin trước thì Hùng Lê đã phân tích và cũng đã chia sẻ với các anh chị về quan điểm đầu tư, đó là cái việc mà nhận định đúng hay sai, và cái việc chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta cũng là những là con người như nhau thôi. Và cái việc là có thể chúng ta sẽ lựa chọn được là cổ phiếu đúng và cũng có thể là lựa chọn được cổ phiếu sai. Tuy nhiên khi chúng ta có một cái nền tảng phân tích và một cái nền tảng về kiến thức thì lúc đó thì chúng ta sẽ hạn chế được tối thiểu những cái sai lầm của chúng ta ở trên thị trường chứng khoán. Còn các anh chị khi tham gia kênh thì các anh chị cũng vui lòng đăng ký kênh. Thì các anh chị ở đây bây giờ là YouTube đã mở thêm một cái điểm ở đây để Hùng có thể cập nhật được cái đường link, và các anh chị bấm vào đây để đăng ký kênh. Thì đấy cũng là một cái cách để chúng ta đăng ký kênh để chúng ta nhận được những cái bản tin sớm nhất, cũng như là những cái cổ phiếu mà tốt nhất khi Hùng lấy up lên ở trên tab cộng đồng này. Thì có thể là YouTube sẽ báo cho các anh chị, nó có biểu đây là cái biểu tượng của chuông thông báo, thì có thể YouTube sẽ báo cho các anh chị để anh chị có thể tiện theo dõi và chờ đợi, trong cái lúc chờ đợi để Hùng set up lại cái quy trình, cái cách thức để chúng ta trao đổi thông tin ở trên nhóm Zalo hoặc là trên nhóm Facebook, thì chúng ta sẽ đánh giá được các cái ưu nhược điểm của từng cái loại hình tương tác, và sau đó thì chúng ta sẽ lựa chọn lên một cái loại hình tương tác tốt nhất và ok nhất. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay lại câu chuyện chính của chúng ta, đấy là thị trường chứng khoán. Thì rõ ràng một điều là trong những bản tin phân tích trước đây thì Hùng Lê cũng có đề cập đến những cái việc về cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung đang có những cái dấu hiệu tốt lên, rồi cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên, vân vân, và Hùng có đề cập đến nền kinh tế của chúng ta, rồi đề cập đến những cái chính sách vĩ mô, tất cả đang phục vụ và tất cả đang hướng về một cái sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Và hơn thế nữa, đấy là rất nhiều các bản tin sớm ở trước đây thì Hùng Lê cũng có view lại thị trường chứng khoán của Việt Nam của chúng ta từ năm 2010 từ năm 2010 và view lại ở trong cái quý 1 của lịch sử của từng năm. Thì rõ ràng một điều là từ năm 2010 thì trong quý 1 thị trường chứng khoán của chúng ta đều có những cái dấu hiệu rất là tích cực và rất là tốt. Thì rõ ràng hiện tại chúng ta cũng có thể thấy rằng quý 1 của đến thời điểm hiện tại, tức là chỉ còn một tuần nữa thì chúng ta sẽ kết thúc tháng 2, thì coi như là chúng ta đã đi được 2/3 của quý 1 và thị trường chứng khoán Việt Nam thì trong tuần vừa qua cũng đã có những cái phiên tăng hết sức là tích cực, hết sức là ấn tượng. Và cái việc tăng đó nó đến từ đâu thì tí nữa chúng ta sẽ cùng để ngồi lại để chúng ta phân tích. Còn hiện tại thì đây là chỉ số Dow Jones thì cũng chỉ nhìn qua thôi. Hiện tại Dow Jones đang đóng cửa gần 26.000 và trong tuần vừa qua thì gần như Dow Jones cũng chỉ lình xình ở trên cái ngưỡng này. Và cũng chạm về một cái vùng kháng cự ở trước mắt. Một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác thì khả năng là Dow Jones sẽ có những cái nhịp chỉnh,
nhịp chỉnh để giảm giảm cái vùng quá giảm cái vùng quá mua cũng như là kéo lại mây để đảm bảo cân bằng hơn, thì đấy là chỉ số Dow Jones. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhìn lại tổng quan sơ qua một 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 vài các cái cổ phiếu mạnh, các cái cổ phiếu trụ và các cái cổ phiếu có dòng tiền. Đầu tiên chúng ta sẽ đi VIX. Thì đối với VIX đã có một nhịp tăng phải nói là ấn tượng và thần tốc. Tuy nhiên một cái nhịp tăng sốc như thế này thì với Hùng Lê thì Hùng Lê không 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 có với Hùng Lê thì Hùng Lê không có có ấn tượng về cái tăng kiểu như thế này, bởi vì kiểu tăng như thế này thì nó cũng không được bền vững, và nó đây các anh chị có thể nhìn thấy ở những vùng này tăng rất nhanh, và sau đó thì những anh chị nào mà tham gia ở vùng này thì rõ ràng một điều là đã bị kẹp hàng từ khoảng vùng giá 110 đó, bị kẹp từ một vùng 110 và sau đó thì lình xình mãi. Thì đối với những tín hiệu hiện tại của VIX thì sau những phiên chạy rất là mạnh, những phiên chạy chạy rất là mạnh như thế này thì VIX đã có những cái nhịp điều chỉnh, thì đấy là những nhịp điều chỉnh thông thường, đấy là những cái nhịp điều chỉnh thông thường mà thôi. Còn trên tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là VIX thì đang ở một cái vùng quá mua, và đường MACD thì cũng đang có những dấu hiệu chứng lại cho thấy rằng là cái đà tăng giá của VIX có thể là sẽ bị tạm thời một hai phiên. Thì với cổ phiếu VIX thì Hùng không có ý kiến, cũng chỉ mong là cổ phiếu VIX sẽ giữ được nhịp và giữ được đà để cho thị trường của chúng ta làm cái bệ đỡ cho thị trường. VHM, đối với VHM thì các anh chị có thể xem lại ở trong những bản tin trước, khi đó Hùng Lê có đánh giá rằng ở trong nhịp này thì nhà yếu tố tạo lập dòng tiền của VHM đã có, và nếu VHM có chỉnh tối đa có chỉnh thì cũng chỉ chỉnh về khoảng vùng 80 đúng không ạ, có nếu tối đa có chỉnh thì cũng sẽ chỉnh về vùng 80, và Hùng đánh giá rằng trong cái nhịp tuần tới thì VHM sẽ tiệm cận về vùng giá 90 sẽ tiệm cận về vùng giá 90. Tuy nhiên là rõ ràng một điều là trong tuần thì không những là VHM đã vượt qua vùng 90 một cách khá là nhẹ nhàng, thì cái việc này Hùng cũng không tiên lượng được, tức là Hùng cũng chỉ tiên lượng được là VHM sẽ chạm về vùng 90, bởi vì về vùng 90 cũng là một cái vùng kháng cự khá là mạnh của VHM. Thì trên những tín hiệu kỹ thuật hiện tại, VHM đã chạm về gần vùng đỉnh cũ của VHM đấy, khoảng vùng giá 97.5 97.5, và phiên ngày hôm nay thì VHM cũng đã có một nhịp rơi tuy nhiên nhịp rơi này thì chỉ là một cái nhịp, nếu như trong phân tích kỹ thuật đơn thuần thì đây là một cái nhịp nhịp chỉnh chỉnh kỹ thuật, một cái nhịp chỉnh kỹ thuật khi mà cái lực rơi của VHM vẫn đang nằm ở trong một cái tín hiệu trong trong một cái ngưỡng trong một ngưỡng cho phép. Và cái việc là chúng ta sẽ, nếu như anh chị nào mà có nắm giữ cái mã cổ phiếu VHM thì quan sát giúp Hùng ở vùng giá 92.5. Vùng 92.5 sẽ là một cái vùng mà cổ phiếu này sẽ có sự phân hóa, và nếu như cái vùng 92.5 mà cổ phiếu VHM không giữ được và chúng ta sẽ xem những cái chỉ báo kỹ thuật khác ở trong tuần, ở diễn biến ở trong tuần, thì chúng ta có thể ra đã tham gia được cổ phiếu VHM ở khoảng vùng giá từ 80 81 thì có thể chủ động để chúng ta ra hàng, bởi vì rõ ràng một điều là Hùng cũng chỉ tiên lượng là VHM sẽ chạm về vùng 89, và đối với xu thế hiện tại thì Hùng nghĩ là theo quan điểm của Hùng thì VHM sẽ cần có một cái nhịp chỉnh. Nếu chỉnh sâu thì VHM sẽ chỉnh về chạm lại khoảng vùng giá 85. Nếu chỉnh sâu thì VHM sẽ chạm lại khoảng vùng 85. Vùng vùng 85. À đây, không phải, ở đây là ở vùng 88. Ở vùng 88 thì có thể là VHM sẽ chỉnh lại vùng 88, và tại vùng 88 này thì VHM sẽ tiếp tục tích lũy. VHM sẽ tiếp tục tích lũy để có thể hình thành một cái xu thế mới, thì đến lúc đó thì chúng ta sẽ căn cứ vào đó để chúng ta sẽ tiếp tục phân tích cổ phiếu này. VRE, đối với VRE thì trong bản tin tuần trước các anh chị có thể xem lại. Đó là khi đó thì VRE đã cái điểm xanh xanh này là cái điểm kết tuần anh chị nhé, của tuần giao dịch, thì Hùng đánh dấu như thế này để cho dễ. Thì trong trong bản tin tuần trước thì Hùng có đánh giá rằng VRE khi chạm về vùng 31.5 thì đấy là một cái vùng kháng cự trong ngắn hạn, thì khi chạm về vùng này thì thường cổ phiếu nó sẽ có những cái tín hiệu rơi lại, và khi đó thì Hùng cũng có nhắc đến các anh chị vùng giá 30.5. Nếu cổ phiếu này có test chỉnh thì cũng chỉ chỉnh tối đa về 30.5. Chỉnh về 30.5,
Và tại vùng 30.5 nếu cổ phiếu tích lũy được và vượt thoát thành công ở cái đường cản trên thì như thế là VRE sẽ có một cái nhịp tăng mới rất là tốt, nhịp tăng mới rất là tốt. Và rõ ràng một điều là trong tuần vừa qua thì VRE đã chỉnh tối đa, cái nhịp chỉnh tối đa của VRE là về đến không về về đến vùng 30.5 mà về đến vùng 30.8. Và sau đó thì sau cái phiên chỉnh nhịp chỉnh này thì VRE đã có một phiên break thoát khỏi vùng trên, tức là phá kênh trên, và như thế đây là một cái phiên mà đủ các cái yếu tố kỹ thuật để chúng ta có thể tham gia mở những cái điểm mua rất là tốt đối với VRE. Và bản tin tuần trước thì Hùng cũng đánh giá rằng ở hiện tại đây dòng tiền của VRE cũng đang tốt và những cái chỉ báo kỹ thuật thì cũng đang cho thấy xu thế tăng giá của VRE tiếp tục được xác lập, và Hùng tiên lượng về cái việc là VRE sẽ chạm khi mà break được qua cái vùng cản trên tích lũy tốt ở nền 30.5 thì VRE sẽ chạm về khoảng vùng 35.5 35.5. Đây các anh chị có thể xem lại những cái bản tin trước, thì khi chạm về vùng này 35.5 thì cổ phiếu này cần sẽ có một cái nhịp để test chỉnh lại. Và rõ ràng một điều là trong phiên kết tuần thì VRE đã chạm về vùng 35.5 và sau đó thì đóng cửa ở vùng 35, tức là không đóng cửa được ở vùng giá cao nhất. Thì như thế là chúng ta cũng có thể thấy rằng là với những cái việc mà VRE chạy những cái nước sốc như này thì VRE sẽ cần có thêm những cái phiên chỉnh, những cái nhịp điều chỉnh tại những cái nhịp điều chỉnh ở tại khi mà về gặp về cái vùng vùng 30.5 đến vùng giá 36 này thì sẽ chỉnh lại. Và để chỉnh đẹp nhất thì nếu như nhà tạo lập còn tiếp tục để đánh cổ phiếu này lên thì để chỉnh đẹp nhất thì cái nhịp chỉnh này nó không phải không quá sâu, khoảng vùng 33.5. Thì chúng ta sẽ quan sát lại ở vùng 33.5, thì nếu như mà cổ phiếu này chỉnh được về đến đây và tích lũy lại ở đây thì lúc đó thì chúng ta sẽ quan sát tiếp các cái tín hiệu tiếp theo của VRE. Đối với GAT thì xuyên suốt tất cả các cái bản điểm tin của Hùng Lê thì Hùng Lê đều có đề cập đến cổ phiếu GAT và những cái điểm mua của GAT ở quanh vùng giá 90 đến vùng giá 90.5 thì Hùng đã đề cập rồi. Và ở trong bản tin tuần trong cái bản điểm tin tuần trước thì Hùng có đánh giá rằng hiện tại cổ phiếu này đã test chỉnh xong ở cái nhịp 90.5 và xu thế hiện tại của GAT thì vẫn đang là một xu thế tăng giá. Thì trong tuần vừa qua GAT cũng đã tăng giá và GAT đã tăng giá chạm về vùng tiệm cận 100 như thế là một cái lực đánh rất là tốt, lực đánh rất là tốt của GAT. Trên cái xu thế hiện tại của GAT thì Hùng Lê chưa thấy có những cái dấu hiệu và những cái tín hiệu điều chỉnh khi mà dòng tiền đang được kích hoạt vào cổ phiếu của GAT cũng khá là ok, khá là tốt. Và một điều đặc và trong cái bản tin tuần trước thì Hùng có đề cập đến một cái vùng kháng cự của GAT, đấy là tại vùng giá 97. Thì khi về đến vùng giá 96.5 đến vùng giá 97, nếu mà Hùng nhớ không nhầm là Hùng đánh 96.5 đến vùng giá 97, thì khi chạm về vùng kháng cự thì cổ phiếu nó bao giờ nó cũng lình xình. Lình xình đây thì cổ phiếu đã chạm về đây và lình xình mất 3 phiên. 3 phiên lình xình ở quanh vùng giá 97 và đã có một phiên vượt thoát, bứt thoát qua cái việc qua cái vùng 97 này. Thì đấy là cái dòng tiền của tạo lập đã được kích hoạt và đẩy cổ phiếu này thoát qua. Và khi cổ phiếu này thoát qua ở vùng giá này thì Hùng đánh giá hiện tại, đối với xu thế hiện tại thì Hùng chưa thấy là GAT có những cái dấu hiệu điều chỉnh. Và cái việc với cái dòng tiền đánh lực đánh mạnh như vậy thì khả năng là GAT sẽ trong tuần tới thì GAT sẽ vượt thoát thành công ở cái vùng 100. Ở tại cái nền 100 này thì chúng ta sẽ quan sát các cái yếu tố của nhà tạo lập sẽ đánh cổ phiếu GAT này lên, và Hùng đánh giá khả năng là GAT sẽ đánh thủng qua cái nhịp 100 một tí, sẽ chạm về vùng ở trên này, tức là đánh thủng qua khoảng vùng 103, đánh thủng qua về một vùng 103 đến 105. Các anh chị lưu ý là đến vùng 103 đến 105 và sau đó thì có một cái nhịp chỉnh nhẹ, và từ cái nhịp chỉnh nhẹ đó thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát GAT ở những cái nhịp chỉnh nhẹ đó để chúng ta xem là nhịp đấy là nhịp test tích lũy để tiếp tục GAT có thể tiếp tục vượt thoát đi lên hay là một cái nhịp ra hàng. Thì cái việc đó thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục quan sát GAT. Thì trong những cái bản tin trước thì khi mà GAT đã có những cái vùng nền vượt thoát vùng giá 90 đến vùng giá 90.5 thì chúng ta đánh giá rằng một cái nhịp hồi của GAT khá là ok. Chúng ta có thể sử dụng công cụ này để chúng ta có thể xem lại
161.8, và nếu mạnh thì có thể gác sẽ đánh về vùng 110. Có thể mạnh thì gác sẽ đánh về vùng 110 rồi gác mới chỉnh. Thì một thì chúng ta cũng có thể quan sát gác ở từ vùng 105 đến 110. Đó, thì còn trên những góc độ tín hiệu hiện tại, kỹ thuật hiện tại thì cũng chưa thấy gác có những cái tín hiệu điều chỉnh, và gác vẫn đang có một cái lực tăng đang khá là ok và khá là tốt. PVD, đối với PVD, khi mà PVD về ở những cái vùng nền 15.5 đến vùng nền 16 thì lúc đó thì đã khuyến nghị các anh chị chúng ta có thể tham gia ở những cái điểm mua. Và trong những cái bản tin phân tích của Hùng Lê thì Hùng Lê có đánh giá rằng PVD sẽ chạm về vùng 19, và trong bản tin tuần trước thì Hùng Lê có đánh giá rằng là cái vùng giá 15.5 xin lỗi cả nhà, 17.5. Cái vùng 17.5 này thì trong tuần thì cổ phiếu Hùng đánh giá là cổ phiếu PVD sẽ đánh vượt thoát qua vùng 17.5. Thì rõ ràng một điều là cái vùng 17.5 này nó cũng gần giống như ở vùng 17 khi mà Hùng phân tích. Thì hiện tại là đã có một tuần PVD vật vã ở quanh vùng 17.5. Thì cái việc là cổ phiếu hiện tại đang đóng cửa giá 17.65. Và một số các cái chỉ báo kỹ thuật hiện tại thì có thể sang tuần tới PVD cũng còn lại một đến hai cái nhịp test đỉnh ở quanh vùng 17.5. Và cái vùng 17.5 này gần như là một cái vùng điểm tì để có thể xác lập được cái xu thế mà PVD có thể tiếp tục được đi lên đến vùng giá 19 hay không. Thì chúng ta sẽ quan sát tiếp cổ phiếu PVD ở trong tuần tới. Nhưng với những cái tín hiệu hiện tại thì Hùng hoàn toàn đánh giá có thể là PVD sẽ vượt thành công cái vùng 17.5 này để tiếp tục đi lên. Tuy nhiên một cái tín hiệu, nếu như PVD xuất hiện một tín hiệu thủng vùng 17.5 với vol đạt khoảng tầm từ 3 triệu trở lên thì đấy là một tín hiệu xấu của PVD, thì lúc đó thì chúng ta lại phải xoay chuyển lại cái kịch bản đó. Thì cái việc kịch bản thì chúng ta sẽ phân tích theo tuần. Tuy nhiên những cái tín hiệu của cổ phiếu thì chúng ta sẽ phải xem ở trong phiên để chúng ta có những cái hướng hành động cụ thể. PVS PVS thì trong bản tin tuần trước thì cũng có đánh giá rằng PVS đã có một cái điểm tì gãy ở rất rất là đẹp ở quanh vùng giá, ở đây là quanh vùng giá 19 đến 19.5. Thì đấy là một cái vùng tì gãy của PVS rất là đẹp, và nếu như cái vùng này vừa thoát được lên thì PVS sẽ tiếp tục một cái nhịp tăng giá, một cái nhịp hồi tăng giá. Và cái nhịp hồi này thì sẽ chạm về đây, những cái bản tin tuần trước cũng đã phân tích rồi. Nó sẽ tiệm cận về khoảng vùng giá 21. Thì những tín hiệu hiện tại của PVS thì đang khá là đẹp khi mà một số các chỉ báo kỹ thuật khác vẫn đang cho thấy một cái xu thế tăng giá của PVS, đường MACD cũng đang khá là ok. Còn điểm mua thì đối với Hùng Lê thì khi mà cổ phiếu đã chạy lên những cái điểm như thế này thì Hùng Lê sẽ không còn mua nữa, và Hùng Lê sẽ chọn mua ở những cái điểm dưới, và những cái điểm này thì chúng ta sẽ chọn để chúng ta chốt lời thôi. Thế còn và một số các anh chị có hỏi là có mua được tiếp không thì đấy là một câu trả lời nó rất là khó, bởi vì là mua được, nhưng vấn đề là cái lãi của nó còn tốt không, và cái mức độ rủi ro của chúng ta ở thời điểm hiện tại nó sẽ như thế nào. Đó thì chúng ta cùng điểm qua mã BVH. Đối với BVH thì Hùng cũng đã có phân tích xuyên suốt tất cả các bản tin. Thì hiện tại thì Hùng cũng đánh giá BVH sẽ khả năng là sẽ vẫn cứ lình xình ở quanh vùng giá 95 đến vùng giá 96 thôi. Còn những cái động lực tăng giá mạnh của BVH hiện tại thì cũng chưa thấy nhiều. Tuy nhiên nếu như BVH mà cái vùng 95 của BVH không thủng thì khả năng là BVH sẽ có một nhịp đánh lên. Một nhịp đánh lên của nhà tạo lập để chạm về khoảng tiệm cận về vùng 100. Một cái nhịp đánh này trong của nhà tạo lập sẽ tiệm cận về khoảng vùng 100, thì như thế là cũng là giúp cho ổn định chỉ số của thị trường thôi, chứ còn mã cổ phiếu này thì Hùng Lê cũng không có đề cập đến nhiều. Vinamilk. Đối với Vinamilk, đúng không ạ? Các anh chị xem các bản điểm tin của Hùng Lê xuyên suốt thì các anh chị sẽ thấy rõ rằng cái việc mà Hùng Lê liên tục phân tích cổ phiếu, những cổ phiếu đẹp và những cái cổ phiếu có dòng tiền. Thì đối với Vinamilk, sau khi mà tì gãy và vượt thoát thành công ở nền giá 135 thì Vinamilk đã có một nhịp tăng, và trong cái bản điểm tin tuần trước thì Hùng Lê có đánh giá rằng cái nội tại của Vinamilk hiện tại đang khá là tốt.
khi mà những cái chỉ báo kỹ thuật đang cho thấy xu thế tăng giá của Vinamilk tiếp tục được xác lập, và khi đó thì Hùng Lê có đánh giá rằng trong tuần thì Vinamilk sẽ tiệm cận lại về vùng giá 150. Tiệm cận về vùng giá 150, và rõ ràng một điều là kết phiên ngày hôm nay thì Vinamilk đã chạm về vùng 149, tức là còn khoảng 1.000 nữa thì sẽ chạm về vùng 150. Thì khi chạm về vùng 150 thì cổ phiếu này cần phải có thời gian để cổ phiếu này tích lũy lại. Thì ngày hôm nay, phiên ngày hôm nay là một phiên test tích lũy thành công, Hùng đánh giá là một phiên test tích lũy thành công khi mà Vinamilk vẫn giữ được vùng giá từ vùng giá 148, tức là đóng cửa lớn hơn vùng giá 148, thì đây là một nhịp test rất là thành công, và chúng ta có thể là sang tuần tới thì Vinamilk sẽ cần thêm 1 đến 2 phiên, và thậm chí có thể là 3 phiên ở quanh vùng giá 150. Thì với những anh chị mà chúng ta có hàng, chúng ta sẽ theo dõi Vinamilk ở quanh vùng giá 150 để chúng ta có được những cái hành động, ví dụ như là những cái tín hiệu mà giúp chúng ta có thể nhận biết được là cổ phiếu có tiếp tục đi lên hay không, hay là cổ phiếu về đến vùng 150 thì cổ phiếu sẽ chỉnh. Thì đấy là những cái tín hiệu mà chúng ta sẽ quan sát ở trong phiên. Cổ phiếu tiếp theo chúng ta sẽ xem đấy là SAB. Đối với SAB thì trong các bản tin phân tích của Hùng Lê thì Hùng Lê có đánh giá rằng việc SAB của chúng ta là một trong những cái mã cổ phiếu cũng mang tính tạo lập rất là cao để cho giữ nhịp cho thị trường, giữ nhịp cho thị trường. Và cái đó Hùng có đánh giá rằng cái nền giá 240 là một cái nền giá mà SAB cần phải lấy lại, và Hùng đã dự báo trong tuần thì khả năng SAB sẽ tiệm cận về vùng giá 250. Và trong tuần thì SAB cũng đã lấy lại được vùng 240 và hiện tại đang đóng cửa vùng giá 247, tức là cũng gần tiệm cận về cái nền mà chúng ta phân tích. Tuy nhiên cái việc mà khi mà cổ phiếu SAB tiệm cận về vùng 250 thì đấy lại là một cái vùng cản tương đối là dày của SAB. Thì tại cái vùng này thì sẽ có những cái phiên để xem thử là cái sức khỏe của SAB tại vùng 248, 249 này như thế nào. Và chúng ta sẽ chờ những cái phiên tạo lập, nhà tạo lập sẽ đánh vượt thoát SAB, SAB vượt cái vùng 250. Và nếu như cái nhịp này mà SAB đánh chậm và đánh chắc, không đánh như thế này, đấy là một cái nhịp mà Hùng Lê đánh giá là không không thực sự là tích cực. Đánh chậm và chắc và tích lũy chặt ở quanh nền 250 này thì khi đó SAB sẽ có một cái nhịp tăng giá tốt hơn và sẽ về đến những cái vùng mục tiêu cao hơn. Thì khi đó chúng ta sẽ quan sát để chúng ta tiếp tục phân tích cổ phiếu VJC. Đối với VJC, sau một nhịp Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị của chúng ta bán ở trên vùng nền 125. Vùng nền 125 thì ngày hôm nay VJC đã có một nhịp tăng, và VJC đã chạm về vùng giá 119. Chạm về vùng một nền 119 cũng là một cái vùng hỗ trợ của VJC khá là tốt. Ngày hôm qua thì VJC đã có một phiên gần như một phiên phân phối giảm, và sau đó thì phiên ngày hôm nay VJC đã lấy lại toàn bộ tất cả những cái tín hiệu giảm ở trước đó. Thì đây là một cái nến rất là tích cực, đánh dấu một cái pha xu thế chuyển giá của VJC rất là đẹp. Thì đối với VJC ngày hôm nay thì cũng có chat ở trên Zoom, nhưng tại vì là Hùng Lê đã quyết định giải tán tạm thời, là chúng ta sẽ giải tán Zoom để chúng ta tìm được một cái phương pháp quản trị mới, thì chúng ta mới mới có thể tiếp tục để chúng ta làm việc để chúng ta làm việc. Và với những tín hiệu hiện tại của VJC thì mở điểm mua, thì có thể các anh chị có thể quan sát lại giúp Hùng Lê ở quanh phiên thứ hai tuần tới Hùng Lê đánh giá khoảng quanh vùng 100-120. Quay 120, nếu có những phiên test chỉnh về quay 120 thì đấy cũng là cái vùng mà chúng ta có thể tham gia cổ phiếu VDC ở trong nhịp này. Thì các anh chị lưu ý là những cổ phiếu nào đang còn điểm mua thì Hùng sẽ nói là đang còn điểm mua, còn những cái cổ phiếu nào mà Hùng chỉ phân tích đơn thuần thì những cái điểm mua đã nằm ở những cái bản tin video ở trước đây. Có thể là bản tin video gần hoặc bản tin video ở trước đó, bởi vì có những mã cổ phiếu Hùng Lê đã phân tích xuyên suốt từ tháng 11 trước Tết. Từ tháng 11 trước Tết thì đến bây giờ Hùng Lê vẫn tiếp tục là hàng tuần vẫn tiếp tục đảo lại để cho tất cả nhà đầu tư của chúng ta có thể theo dõi theo một cái chuỗi dài khi chúng ta phân tích các cái mã cổ phiếu. Man San
Đối với Mansan thì trong bản tin tuần trước thì Hùng Lê cũng có đánh giá rằng việc Mansan những cái tín hiệu dòng tiền của Mansan hiện tại thì đang khá là ok. Dòng tiền hiện tại của Mansan thì đang khá là ok, và khi đó thì Mansan đã đánh vượt thoát vùng giá 82. Đánh vượt thoát cái vùng giá 82 này thì cũng là một cái vùng mà hỗ trợ khá là tốt. Tuy nhiên Mansan thì cũng có nói với các anh chị là chúng ta có thể thấy rằng là cái vùng Mansan thì có những cái điểm gọi là cái vùng tích lũy đi ngang, và có những cái vùng gọi là ở đây gọi là có những cái vùng cản lớn. Có những vùng cản lớn thì đối với Mansan thì Hùng cũng không có yêu thích lắm. Nhưng nếu mà các anh chị mà Hùng Lê cũng đã có đề cập là nếu có mua thì chúng ta không mua đuổi, và chúng ta sẽ ở quanh, có thể cơ cấu ở quanh vùng 82.5 82.5 đến vùng giá 83. Đó thì cái vùng này mới là cái vùng mua hợp lý của Mansan. Còn hiện tại thì khi Mansan đã chạy lên đến ở những cái vùng như này thì Hùng Lê không có khuyến nghị các anh chị chúng ta tham gia điểm mua nữa. Còn những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng có thể thấy rằng là Mansan cũng đang có một xu thế tăng thì cái nhịp chỉnh này mà đẹp nhất thì Mansan sẽ chỉnh lại về khoảng vùng 87 đến vùng 87.5. Đấy là một cái vùng chỉnh hợp lý, bởi vì sau những cái phiên chạy chạy nước rút như này thì cổ phiếu này cần sẽ tích lũy, và cái nhịp nhịp chạy của Mansan hiện tại nhịp chạy của Mansan hiện tại thì cũng đang mang thuần một cái tính chất kỹ thuật rất là tốt, khi mà Mansan cũng đã vượt vượt được cái đỉnh gần cái đỉnh đây là vùng vùng 87. Đã vượt được cái vùng 87 và có thể là test chỉnh lại ở quanh vùng 87 và sẽ tiệm cận lại về vùng giá 95 ở trong nhịp này, bởi vì những tín hiệu hiện tại của Mansan thì cũng đang khá là ok khi mà dòng tiền tốt, tất cả những chỉ báo thì chưa có gì đáng ngại. Chỉ có một điều là ngày hôm nay thì có một cái tín hiệu khá là xấu. Tuy nhiên là với dòng tiền hiện tại thì phiên này cũng tạm được coi là một cái phiên test chỉnh của Mansan, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát Mansan ở quanh vùng giá 87. Các anh chị nào đang nắm giữ Mansan thì quan sát ở vùng giá 87 để chúng ta có những cái biện pháp khi mà cổ phiếu này có những cái dấu hiệu tích cực đi lên hoặc là đi xuống thì để chúng ta có hành động đối với tài khoản của chúng ta. Chúng ta sẽ đi qua một số các cái mã cổ phiếu của họ ngân hàng. Đầu tiên chúng ta sẽ đi qua mã ACB. Đối với ACB trong xu thế hiện tại thì Hùng đánh giá rằng là ACB có một cái nền tích lũy. Hùng sẽ bật cái nến tuần bởi vì ACB thì nó đang khá là khó chịu. ACB đang có một cái nền tích lũy ở tại vùng giá 29, Hùng đánh giá là tốt và chặt. Và khi đó thì Hùng cũng đánh giá rằng Hùng đang nhìn thấy những cái yếu tố manh nha của dòng tiền tạo lập, thì chúng ta sẽ chờ những cái dòng tiền tạo lập được kích hoạt để đẩy cổ phiếu này về vượt thoát khoảng về vùng giá 31 đến vùng giá 31.5. Thì cái dòng tiền chúng ta sẽ chờ những cái dòng tiền tạo lập đó, thì đang hiện tại thì cũng đang có những cái xu thế đang đang nhìn thấy có những cái xu thế nhất định của dòng tiền tạo lập. Thì những tín hiệu hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là đang hơi hơi xấu. Tín hiệu tức là tín hiệu tăng giá không mạnh, tức là những cái tín hiệu hiện tại thì chưa cho thấy rằng là ACB sẽ tăng giá mạnh, mà nền tích lũy của ACB cái việc mà phải cần phải đẩy vượt thoát được qua cái vùng giá 31 đến vùng giá 31.5. 31.5, 31.5. Đó, phải vượt thoát được cái vùng 31 đến vùng 31.5 thì khi đó thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được những cái lực đánh mạnh của dòng tiền. Còn hiện tại thì lực đánh của dòng tiền cũng đang khá là yếu cổ phiếu này. Tuy nhiên với ACB thì cũng đánh giá rằng đây là một cổ phiếu khá là tốt, khá là cơ bản tốt. Tuy nhiên là mọi người thường bảo là ACB thì rất là nặng mông, thì đúng thật là nó rất là nặng mông. Nó cứ vần mãi ở cái vùng này mà nó không chịu chạy. Không sao cả, Vietcombank. Đối với Vietcombank thì Hùng cũng đã phân tích xuyên suốt các cái bản điểm tin hàng tuần. Khi mà Vietcombank đã có những cái điểm mà Hùng Lê đã trong những bản tin phân tích trước đã có những cái bản tin những cái phân tích để chúng ta có thể có được những cái điểm mua từ rất sớm.
Và rõ ràng một điều trong tuần vừa qua thì Hùng Lê cũng có đề cập đến việc là nếu như Vietcombank test chỉnh thì không được phép test chỉnh quá vùng giá 58. Không được test chỉnh quá vùng giá 58 và phải có những cái phiên mà vốn khối lượng dòng tiền chúng ta phải xác nhận được. Và Hùng Lê cũng có lưu ý với các anh chị đấy là test chỉnh và điều chỉnh nó hoàn toàn đấy là hai cái rất là khác nhau. Thì rõ ràng là trong tuần vừa qua Vietcombank đã có những phiên test chỉnh rất đẹp, phải nói là test chỉnh rất đẹp, và cái phiên này đây là một cái phiên mà dòng tiền được kích hoạt trở lại và Vietcombank đã lấy lại cái nền giá 60, thì đấy là một cái yếu tố tạo lập tuyệt vời để giúp cho Vietcombank có được một cái phiên ngày hôm nay, đấy là đẩy qua vùng giá 62, đóng cửa vùng giá 62. Trên những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng có thể thấy rằng Vietcombank hoàn toàn đang có một xu thế tăng giá, xu thế tăng giá mạnh, và với lực đánh dòng tiền mạnh thì trong nhịp này khả năng Vietcombank của chúng ta sẽ chạm về vùng đỉnh cũ của Vietcombank, đấy là khoảng về vùng giá 65, vùng giá 64 đến vùng giá 65, vùng giá 64 đến khoảng vùng giá 65, 64. Khả năng là Vietcombank sẽ chạm về khoảng vùng giá 64 đến vùng giá 65, và sau đó thì khi chạm về vùng này thì Vietcombank cần phải có những cái nhịp điều chỉnh để tích lũy trở lại để chúng ta có thể xem là Vietcombank có đánh vượt thoát được thành công đỉnh đỉnh ngắn hạn này không, để về về đến lại cái vùng đỉnh cao của Vietcombank đấy là vùng giá 75, thì chúng ta sẽ chờ tín hiệu, bởi vì là rõ ràng một điều là phân tích kỹ thuật là phải xem tín hiệu nến. Có thể ngày hôm nay Hùng Lê phân tích như này nhưng mà sang tuần tới có một đến hai phiên Vietcombank có những cái tín hiệu xấu hơn chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta sẽ trong phiên có những cái tín hiệu tốt hay tín hiệu xấu thì chúng ta cũng có thể sẽ tương tác với nhau. Thì cái việc mà chúng ta lập room thì cái điều đó là tốt nhất, tuy nhiên hiện tại thì chưa thể quản lý được, nên là Hùng Lê sẽ quyết định là chúng ta sẽ tương tác với nhau ở trên, lúc nãy Hùng có giới thiệu rồi là chúng ta sẽ ở trên cái tab cộng đồng này, thì chúng ta có thể comment hoặc là tất cả những cái yếu tố thì chúng ta có thể tương tác ở trên này. Thì khi nào mà Hùng Lê có thời gian rảnh thì Hùng Lê có thể giải đáp cho các anh chị về các cái thắc mắc của cổ phiếu. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến mã BIDV, BIT, BIDV. Oh, sorry cả nhà, BIT. Đối với BIT thì trong trong bản tin tuần trước thì Hùng có đánh giá cái việc là BIT đã có một cây nến khá là ấn tượng khi đóng cửa vượt thoát ở vùng 32. Và khi đó thì Hùng có phân tích là BIT với xu thế hiện tại thì BIT sẽ đi về vùng giá khoảng vùng giá 34 đến vùng giá 35. Các anh chị có thể xem lại các bản tin tuần trước thì trong tuần này thì có những thời điểm mà BIT đã chạm về đến vùng 3 chưa chưa chạm về đến vùng 35 hay sao ấy. Chưa chạm về đến vùng 35, tức là tiệm cận về vùng 35, thì sau đó BIT đã có những cái phiên chỉnh lại. Thì rõ ràng một điều là khi tiệm cận về đến vùng 35 thì khi đó thì cổ phiếu cần phải có một đến 3 phiên, thì hiện tại đã có 2 phiên rồi, thì có thể sang tuần tới BIT sẽ có một đến 2 phiên nữa, BIT sẽ có một hai phiên nữa để tạo lập quanh vùng giá 34 để có thể tiếp tục đánh lên. Còn trên xu thế hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là tín hiệu kỹ thuật đang khá là ok khi mà đường MACD ok đang khá là ok, và một cái việc là cổ phiếu ngân hàng khi khi cổ phiếu ngân hàng đã có những cái mồi, chúng ta có thể thấy là những cái mồi như là cái mồi của Vietcombank rồi đó, thì mà thêm một cái nữa thì BIT lại có một cái yếu tố tạo lập cực kỳ là dễ. Như cổ phiếu của BIT chỉ cần giao dịch khoảng tầm từ 2 triệu đổ lên là cổ phiếu có những phiên tạo lập gần trên 2 triệu là cổ phiếu đã có những cái nhịp tăng giá rất là mạnh. Thì đối với BIT, các anh chị nếu những anh chị nào đang cầm hàng BIT thì chúng ta sẽ quan sát BIT ở quanh vùng giá 34. 34, Hùng đánh giá nền 34 là một cái nền mà sẽ có những cái điểm gãy, và nếu tại nền 34 này có những phiên mà có dòng tiền kết hợp với tín hiệu nến và kết hợp với các tín hiệu kỹ thuật để đẩy cổ phiếu này đóng cửa vượt về vùng giá 34 đến 34.5, thì như thế là BIT sẽ tiếp tục có một cái hành trình và có một cái con đường mới. Thì đến những cái phiên và đến những cái điểm mà có những cái tín hiệu đó thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích mã cổ phiếu này tại nền giá 34. Chúng ta sẽ đi công thương CTG. CTG là một mã cổ phiếu mà Hùng cũng đã đề cập đến với các anh chị rất là nhiều, và trong bản tin tuần trước thì Hùng có đề cập đến với các anh chị CTG trong nhịp chỉnh, đúng không ạ? Trong nhịp chỉnh này tối đa
chỉnh về vùng 20.5, thì trong tuần đã có những phiên, mà công thương đã chỉnh về qua vùng 20.5, thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta quan sát ở vùng 20.5. Từ vùng 20.5 này có những phiên tạo lập để dòng tiền được kích hoạt trở lại. Dòng tiền được kích hoạt trở lại và đánh cổ phiếu này vượt thoát vùng 20.5 để cổ phiếu này có một cái nhịp tăng mới, thì phiên ngày hôm nay chính là một cái phiên tạo phiên ngày hôm nay chính là một phiên tạo lập của công thương, khi mà các cái yếu tố về dòng tiền, các cái yếu tố về kỹ thuật đều đã được thỏa mãn. Và với nhịp ngày hôm nay thì như thế là công thương đã gần như đã hoàn thành một cái nhịp test chỉnh, ở quanh vùng giá từ 20.5 đến nền giá 21, thì Hùng đánh giá rằng với xu thế hiện tại thì công thương sẽ tiếp tục một cái nhịp tăng giá. Và như Hùng đã đề cập là khi đã có một cái dòng dòng tiền kích hoạt khá là mạnh đối với cổ phiếu công thương, thì công thương không chỉ đánh từ vùng giá 19 về vùng giá 20.5. Đấy là những cái câu chuyện mà Hùng đã đề cập trong các bản tin trước, thì các anh chị có thể xem lại. Và công thương sẽ có một nhịp đánh nó sẽ phải dài hơn và nó sẽ mạnh hơn, chứ nó không thể là đánh một cái nhịp nó chỉ ngắn là từ 19 khoảng vùng từ 18.5 đến vùng 20.21, thì đây không phải là một nhịp đánh của công thương, đây chỉ là một cái nhịp khởi động của công thương thôi. Thì Hùng đánh giá đối với công thương là như vậy. Và cái vùng 20.5 chính là cái điểm mua ở trong tuần vừa qua, Hùng đã khuyến nghị cho các anh chị. Chúng ta cùng điểm qua cổ phiếu MBB. Đối với cổ phiếu MBB thì trong tuần trước thì Hùng có đề cập đến cái nền giá 22. Và nếu nền giá 22 này, cổ phiếu này test chỉnh thì chỉnh tối đa là sẽ về đến khoảng vùng 20.5. Tuy nhiên là trong tuần vừa qua thì MBB đã lình trình ở quanh cái nền giá 22 và chỉ chỉnh nhẹ thôi, không chỉnh sâu. Thì hiện tại là với cái việc mà cổ phiếu MBB không chỉnh sâu và tích lũy vượt thoát được ở quanh cái nền giá 22, thì như thế là tín hiệu kỹ thuật hiện tại của MBB đang khá là tốt và Hùng sẽ kiểm tra lại, đang khá là ok. Và như thế thì có thể sang tuần tới MBB sẽ có một cái nhịp sẽ tiếp tục một cái nhịp tăng. MBB sẽ tăng về đâu thì chúng ta sẽ thử kiểm tra lại xem. Có thể là MBB trước mắt, MBB sẽ tiệm cận về vùng 24. Đây chính là cái vùng mà Hùng đã đề cập đến ở tuần trước. Nếu test chỉnh thành công xong thì MBB sẽ đẩy về vùng 24. Và rõ ràng một điều là như thế thì tín hiệu của cổ phiếu MBB đang khá là tốt, khi mà cái việc test chỉnh nó chỉ test chỉnh nhẹ quanh về dưới vùng 22, thì đấy là một tín hiệu khá là ok đối với cổ phiếu này. STB. Đối với STB thì nền giá tham gia thì Hùng đã nói rồi, và Hùng có đề cập đến các anh chị ở STB ở quanh nền giá 13. Nền giá 13 là một cái nền giá mà từ đây thì cổ phiếu này sẽ có những cái tín hiệu để chúng ta có thể dự đoán cái xu thế tiếp theo của dòng tiền, cũng như xu thế tiếp theo của mã cổ phiếu này có thể đi tiếp được hay không. Thì hiện tại thì trong tuần vừa qua STB vẫn đang lình xình ở quanh vùng giá 13, và dòng tiền thì chưa được ok lắm, chỉ báo kỹ thuật thì cũng đang chưa được ok lắm. Và chúng ta đây chúng ta cũng có thể tạm gọi đây cái nền giá 13 là một cái nền tích lũy tiếp theo, nền tích lũy tiếp theo của cổ phiếu này, và chúng ta sẽ chờ những cái phiên mà STB có dòng tiền giao dịch khoảng từ 15 đến 20 triệu cổ phiếu và đẩy cổ phiếu này đi, thì đấy là những cái thời điểm mà STB rất hay giao dịch như thế. Tức là STB có một cái đặc điểm là sau những cái tuần, sau những cái phiên tích lũy hẹp thì STB thường có những cái phiên tạo lập. Đây các anh chị có thể thấy đây là một cái vùng lình xình đi ngang, và sau đó thì STB tạo lập để đây cũng hoàn toàn tương tự như thế. Thì đấy là cái cách mà cổ phiếu STB thường hay làm, hay giao dịch. Thì có thể là trong cái nhịp này thì tại vùng 13 cũng đang có những cái tín hiệu như vậy, thì chúng ta sẽ quan sát tiếp những cái phiên. Nếu như STB đánh vượt thoát vùng 13 với dòng tiền xác nhận thì như thế là cái trend tăng giá của STB tiếp tục được xác lập. Đối với cổ phiếu chứng khoán thì Hùng có đề cập cho các anh chị cổ phiếu SSI.
Đối với SSI tại nền giá 26, đấy là nền giá mà chúng ta mở các cái điểm mua và những cái nền giá test chỉnh để chúng ta có thể mở mua tiếp, đấy là quanh nền giá 26.5 đến vùng giá 26.7.8 gì đó, khoảng tầm vùng đó. Thì những tín hiệu hiện tại thì Hùng đã đánh giá với các anh chị là SSI đã có một nhịp tăng rất là tốt. Đây là một cổ phiếu về ngành chứng khoán đáng để đầu tư. Và cái việc là hiện tại thì khi mà SSI đã có một cái vùng tăng về vùng 28.25, như thế là đã có một cái nhịp tăng cũng khá là ok từ nền giá 26. Và kịch bản nào cho SSI hiện tại thì Hùng đánh giá rằng với xu thế hiện tại thì SSI đang khá là ok. Tuy nhiên khi về chạm về vùng giá 28.5 và khi chạm về cái vùng 28.5 thì đấy cũng là cái vùng mà SSI sẽ lại phải căn ke lại, căn chỉnh lại, tích lũy lại để từ đây thì chúng ta sẽ xem tiếp là cái việc chuyển động tiếp theo của SSI như thế nào. Còn đối với hiện tại thì SSI những cái điểm mua mở mua mới thì Hùng không có khuyến khích nữa. Còn anh chị nào đã mua được SSI ở những vùng giá dưới thì chúng ta sẽ canh ở những cái phiên, nếu có những cái phiên có tín hiệu xấu thì chúng ta có thể ra hàng đối với cổ phiếu này để bảo toàn lợi nhuận. HCM trong tuần vừa qua thì có một cái thông tin về chia chác và đã dẫn đến là HCM đã có những cái phiên tăng kịch trần. Tuy nhiên là với cái việc mà tăng như thế này thì Hùng Lê không có quan tâm nhiều lắm, bởi vì tăng như thế này thì đấy là những cái mức tăng nó không bền, và tăng như thế này thì chúng ta mua ở những cái phiên phiên đu như thế này thì thực sự là không cần thiết và quá nguy hiểm đối với cổ phiếu. Thì đối với HCM thì Hùng không có khuyến nghị các anh chị. Chúng ta cùng đi một mã cổ phiếu chiến lược, phải nói là chiến lược HPG. Đối với HPG đúng không ạ, các anh chị có thể để ý giúp Hùng Lê, đấy là khi tại thời điểm Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị mua tại nền giá 30 nền giá 30 và khi đó Hùng phân tích thì Hùng có đề cập đến là HPG sẽ tiệm cận về vùng 34, tiệm cận về vùng 34, về vùng 34 thì kết tuần đúng không ạ? Kết tuần hôm nay thì ok, HPG đã chạm về vùng 33.9, tức là chạm về vùng 34, chạm về vùng target của chúng ta phân tích, và khi chạm về vùng 34 thì khả năng sang tuần tới HPG sẽ có 1 đến 2 phiên 1 đến 2 phiên nữa đẩy lên và chạm về đến vùng 34 đến vùng 35, 34 đến 34.5 hoặc thậm chí kịch kim là đến vùng 35, thì đến cái vùng này thì HPG sẽ có những cái nhịp chỉnh chỉnh lại. Và chỉnh đến đâu thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát đâu là những cái phiên test chỉnh, đâu là những cái phiên phân phối, thì chúng ta sẽ dựa vào những cái yếu tố kỹ thuật để chúng ta có thể quan sát ở trong phiên. Thì đối với HPG với tốc độ Hùng sẽ nói thêm một tí về HPG. Đối với HPG với tốc độ tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận trong 3 năm gần lại đây và với những yếu tố phân tích cơ bản thì team của Hùng Lê đang định giá HPG ở khoảng vùng giá 6x. Đang định giá vùng giá 6x cho tầm nhìn 5 đến 10 năm. Cho tầm nhìn 5 đến 10 năm. Tất nhiên là cái việc là với yếu tố hiện tại, còn qua từng năm thì Hùng Lê và các anh em sẽ đánh giá lại từ kết quả kinh doanh, và chúng ta sẽ đánh giá lại cái định giá đó nó có còn được vùng giá 60 hay không, hay là nó tăng lên. Đó thì hàng năm thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định giá như thế để chúng ta có thể biết được là cái giá trị của doanh nghiệp thực của chúng ta và cái giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp đó ở trên sàn thì nó đang cao hơn, đang thấp hơn, để chúng ta có được những cái định lượng và chúng ta có được những cái phương pháp để mua cổ phiếu. Còn đối với HPG thì hiện tại chúng ta không còn điểm mua nữa, những cái điểm mua sớm nhất thì đã được khuyến nghị, và cái cách đầu tư của Hùng Lê là như vậy. Hùng Lê không có đuổi theo cổ phiếu, khi nào mà Hùng Lê bảo là dòng tiền tốt và đấy là điểm mua tốt thì chúng ta sẽ mua, còn qua những cái điểm đó rồi các anh chị cũng không nên chạy theo. Thì đấy là cái cách mà Hùng Lê luôn chậm rãi so với các anh chị, là chúng ta cứ phải nhảy nhảy múa múa, nhảy nhảy múa múa trên thị trường, thì các anh chị mà cứ nhảy múa càng nhiều thì công ty thì cái việc là các anh chị sẽ gặp những cái sai sót ở trên thị trường nó càng nhiều, và cái tâm lý đầu tư của các anh chị nó sẽ không ổn định và dẫn đến cái kết quả đầu tư nó sẽ không được ok. Hoa Sen HSG, ông xem là HSG hôm nay lại có một phiên
HSG hôm nay có một phiên có dòng tiền tạo lập. HSG thì Hùng sẽ phân tích sau, Hùng sẽ phân tích sau, nhưng mà những tín hiệu hiện tại của HSG cũng đang khá là ok. Khá là ok đấy, HSG thì Hùng sẽ phân tích sau. BMP, PNG, Novaland, Hùng sẽ nói tiếp đến cổ phiếu Novaland bởi vì Novaland là một trong cổ phiếu mà đã khuyến nghị cho các anh chị của chúng ta. Đối với Novaland thì thanh khoản của Novaland đang khá là thấp, tuy nhiên là Hùng có đánh giá một cái nền giá từ 57 đến nền giá 57.5, đây là một cái nền mà chúng ta có thể tham gia các cái điểm mua gom có vị thế, và sau đó thì khi mà cổ phiếu mua gom mua vị thế về tài khoản rồi thì căn cứ những cái tín hiệu của cổ phiếu thì chúng ta để có thể gia tăng thì trọng. Còn nhìn ở trên những cái chỉ báo kỹ thuật hiện tại thì Hùng đánh giá rằng là có thể là Mansan sẽ Novaland sẽ có một cái nhịp tăng khá là ok đối với Novaland. Ngoài ra thì bởi vì ngày hôm nay cũng khá là muộn, Hùng Lê làm bản tin khá là muộn bởi vì hồi chiều nay Hùng Lê có một số việc bận nên là làm bản tin khá là muộn, vì vậy Hùng Lê cũng sẽ không đi điểm hết tất cả các cái mã cổ phiếu. Ví dụ như trong danh mục của chúng ta còn có Techcombank này, còn có HD Bank này, đúng không ạ? Chúng ta còn có HD Bank và một số các cái mã cổ phiếu bank khác, DHG này, rồi vân vân và vân vân. Thì Hùng Lê sẽ tí nữa thì Hùng sẽ điểm lại một số các cái mã cổ phiếu mà trong danh mục thôi. Còn tại vì là cái bản tin ngày hôm nay thì Hùng làm khá là muộn nên cũng không có đủ nhiều thời gian để có thể điểm hết tất cả các cái mã chứng khoán. Và các anh chị nếu chúng ta có những cái thắc mắc về những mã cổ phiếu nào cần phải phân tích hoặc cần phải tư vấn thì các anh chị có thể comment lên ở trên cái tab cộng đồng. Comment lên ở trên tab cộng đồng thì Hùng Lê sẽ dành thời gian để Hùng Lê giải đáp cho các anh chị ở trên kênh YouTube. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn lại tổng quan thị trường một chút, thị trường chỉ số VN Index và HNX Index một một chút. Thì rõ ràng một điều là chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua thị trường tăng rất là mạnh nhờ cổ phiếu Vinhome, cổ phiếu VIX và cổ phiếu VRE, đúng không? Và một số các cổ phiếu trụ ví dụ như Vinamilk. Đó, ví dụ như Gap thì gần như dòng tiền chỉ tập trung vào những mã cổ phiếu trụ, những mã cổ phiếu blue chip lớn, còn gần như là tất cả những cái mã cổ phiếu mà ở cái mệnh giá thấp hoặc nó không phải là cổ phiếu blue chip thì gần như là không hút được dòng tiền. Thì cái việc là thị trường của chúng ta tăng sốc như thế này mà lại không tập trung ở một không tập trung vào cái nội tại, tức là Hùng đang đánh giá cái nội tại của thị trường. Tại vì là ví dụ như trong cái phiên ngày ngày hôm qua, đúng không ạ? Ngày hôm qua thị trường của chúng ta tăng điểm nhưng có 180 mã giảm điểm trên 110 mã tăng điểm. Như thế thì rõ ràng một điều là thị trường tăng điểm nhưng mà cái nội tại chung của thị trường thì nó lại không không ok. Đó, thì đấy là một trong những cái dấu hiệu mà rất là không ok. Còn quan điểm đầu tư thì anh chị có thể mỗi người sẽ có một cái quan điểm đầu tư khác nhau, nhưng với Hùng Lê khi thị trường nó đã có những cái dấu hiệu mà không happy, tạm gọi là không happy, khi nội nội tại lòng trong thị trường nó có những cái điểm như thế thì Hùng Lê sẽ không có mở các cái điểm mua, và Hùng Lê chỉ có những cái điểm mua hoặc là có mua thì mua những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đảm bảo rằng chắc chắn rằng dòng tiền ok, chen sóng rõ ràng và các cái chỉ báo kỹ thuật ok thì Hùng mới mua. Đó, chứ không phải là chúng ta cứ gặp cổ phiếu nào chúng ta cũng cứ thấy thích thích là chúng ta mua, thì nó hoàn toàn không có thế. Thì trên trên chỉ báo kỹ thuật hiện tại của VN Index thì chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua VN Index đã tạo lập và đánh vượt thoát thành công vùng 960, 960 cũng rất là nhanh nhờ các cái mã cổ phiếu trụ và nhờ những cái phút ATC ở phút cuối. Thì những cái điều mà thị trường tăng sốc và tăng nhanh cái này thì Hùng Lê không có tiên lượng được bởi vì Hùng Lê chỉ tiên lượng những cái mã cổ phiếu nào đang vào sóng tăng và dự báo tăng thì Hùng có thể tiên lượng được tăng. Còn cái việc mà cổ phiếu mà đánh tập trung chủ yếu vào các cái mã trụ đấy thì đấy lại là nó lại thuộc về nhà tạo lập, thuộc về những đội nhóm đội lái ở trên thị trường, thì không ai có thể biết được đội nhóm đội lái sẽ đánh như thế nào. Còn với trên phương diện kỹ thuật hiện tại thì cũng có thể thấy rằng như Hùng còn sẽ có một vài góc nhìn về VN Index như sau. Thì cái việc là VN Index của chúng ta tăng mạnh thì cũng có thể là chào đón cái sự kiện Tổng thống Donald Trump và
Và đến Việt Nam, đến Hà Nội để tham dự cái hội nghị Mỹ Triều thì đấy là một cái tín hiệu mà kích thích nhà đầu tư của chúng ta cũng như là các nhà tạo lập cũng muốn để tạo thành một cái dấu ấn khi mà thị trường chứng khoán của Việt Nam, thì điều đó là những cái yếu tố tạo lập, thậm chí là không những là tạo lập của các đội nhóm đổi lái ở trên thị trường mà tạo lập của các cơ quan quản lý. Thì thị trường bây giờ của chúng ta đã tiệm cận về vùng 9898, tức là chỉ còn một chút xíu nữa thôi thì thị trường sẽ chạm về vùng 1.000 điểm. Thì đây cũng là một cái vùng kháng cự mạnh. Các anh chị lưu ý cho Hồng Lê là vùng 1.000 điểm cũng là một vùng kháng cự mạnh. Và khi các anh chị lưu ý giúp Hồng Lê là khi các trụ điều chỉnh, khi các trụ hết nhịp tăng, ví dụ như VIX, rồi ví dụ như Vinhome đã có những cái nhịp chỉnh như thế, thì lúc đó thị trường của chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và bản thân là có một cái nghịch lý rất là tồn tại trên thị trường chứng khoán, tức là khi chỉ số VN tăng điểm rất là mạnh nhờ các cổ phiếu trụ thì cổ phiếu của nhà đầu tư không tăng, nhưng khi VN Index giảm điểm và trụ giảm điểm thì cổ phiếu của nhà đầu tư lại giảm theo cùng với các cổ phiếu trụ. Thì đấy là một cái yếu tố mà các anh chị phải hết sức tỉnh táo ở trong giai đoạn hiện tại. Còn trên những cái bộ tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng đang cho thấy rằng là chỉ số VN Index của chúng ta cũng đang ở cái vùng quá mua rất là lớn, và tất cả các chỉ báo kỹ thuật hiện tại thì đang bị căng cứng ở vùng quá mua. Thì đấy là những cái tín hiệu mà Hùng Lê, với những cái tín hiệu hiện tại như thế thì Hùng Lê không bao giờ Hùng Lê mở các cái điểm mua ở trong 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 tuần hoặc là mùa mở mua mới. Và những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta canh để chúng ta chốt lời. Còn chỉ số HNX Index, HNX Index thì đang có một tuần đi ngang và chưa bứt phá được qua 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 cái đỉnh 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 đã tạo ở đây. Điều này thì các anh chị chúng ta cũng hoàn toàn có thể dễ dàng giải thích. Bởi vì sao? Bởi vì trên sàn HNX Index chúng ta không có những cổ phiếu trụ, mà nhà tạo lập không tạo lập ở trên sàn HNX Index, đúng không ạ? Nên là khi gặp đến cái vùng 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 cản khó này thì chỉ số HNX Index vẫn vẫn đang lình xình và chưa thể vượt thoát qua được, bởi vì là không có những cái yếu tố tạo lập. Còn ở trên sàn HO thì đã có những cái yếu tố tạo lập để đẩy chỉ số đi đi một cách rất là mạnh mẽ, và đi một cách rất là hào hứng để coi như là các nhà đầu tư của chúng ta cảm thấy ô thị trường tăng tốt rồi, chúng ta mua thôi mua thôi mua thôi. Và như thế đấy là những cái dấu hiệu hết sức là nguy hiểm đối với các quý anh chị nhà đầu tư. Phần thứ ba thì chúng ta cũng sẽ điểm nhanh qua thì có lẽ là Hùng sẽ không điểm hết tất cả các mã cổ phiếu bởi vì nó cũng khá là dài. Chỉ có điều là một số các cái mã cổ phiếu mà Hùng thấy bây giờ đang còn có thể tham gia được, đang còn có thể tham gia được, thì ví dụ như là SSI, đúng không? SSI thì lúc nãy để Hùng xem nào. SSI thì có thể là SSI khi nãy. SSI thì chúng ta cũng sẽ canh những nhịp chỉnh. Cơ bản danh mục cổ phiếu của chúng ta thì tất cả những mã cổ phiếu này thì đều là những mã cổ phiếu đã khuyến nghị các anh chị mua, từ rất là sớm rồi. Và hiện tại đến bây giờ nếu nếu đúng về về lý thuyết thì là tất cả những mã cổ phiếu này đã nằm ở trong tài khoản và chúng ta có thể là chúng ta sẵn sàng để chúng ta chốt lời, đúng không ạ? Ví dụ như xây dựng, Hùng sẽ qua lại xây dựng một tí này. VCG, ok. VCG đã có một nhịp tăng rất là mạnh, thì cổ phiếu VCG đã đánh vượt thoát vùng 26. Thì cái đỉnh ngắn hạn của VCG tại vùng 26 thì chúng ta cũng đã chốt xong. VGC, đối với VGC đã khuyến nghị các anh chị ở quanh vùng 18, 18.5, thì hiện tại thì VGC đã có những phiên đánh về vùng 21, và cái đích đến tiếp theo của VGC theo cái kịch bản Hùng đã phân tích ở trong các bản tin trước thì VGC sẽ chạm về vùng 22, bởi vì VGC Hùng thấy đang có sóng rất là tốt. DG thì phiên cuối tuần lại có một tín hiệu khá là xấu khi mà DG đã vùng 16.5. Vùng 16.5 là một cái vùng mà Hùng Lê đã phân tích nếu có test chỉnh thì không được phép thủng 16.5, và hôm nay đóng cửa giá vùng 16.45.
Thì ở vùng 16.45 này chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta quan sát được trong tuần tới. Nếu vùng 16.45 này không giữ được thì đấy là một tín hiệu xấu đối với cổ phiếu này. Đó. Thì cái việc mà cổ phiếu thì chúng ta cứ phải 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 theo tín hiệu hàng ngày để chúng ta có thể để phân tích VRE rồi FCNKCB Novaland rồi Nam Long. À, Nam Long là một cổ phiếu mà Hùng cũng đã phân tích rồi nha các anh chị. NLG. Đối với Nam Long thì Hùng đánh giá rằng Nam Long ở cái nền khoảng từ nền 26.5. Đây là một cái nền mà cũng là một cái nền tích lũy của cổ phiếu này và một cái nền mà có thể từ cái điểm này thì chúng ta sẽ có thể bắt đầu một cái trend xu thế tăng giá mới của Nam Long. Thì những cái điểm mua tối đa của Nam Long nó sẽ nằm ở vùng 26.5. Các anh chị lưu ý lại cổ phiếu Nam Long. KBC thì đã khuyến nghị các anh chị ở vùng mua từ rất là sớm rồi ở vùng 14 và sau đó thì KBC đã có một cái nhịp đánh về vùng 15. Về vùng 15 thì sau đó thì hiện tại thì đang chỉnh về vùng 14.6. Vùng 14.6 thì đối với KBC Hùng vẫn đánh giá KBC ở một cái nhịp sóng dài của KBC. Nếu nhìn ở trên đồ thị nến tuần đây, một cái nhịp sóng dài của KBC sẽ tiệm cận về vùng khoảng vùng 10 17 về về, về vùng 17 đến vùng 17.5. Thì cái cách mà cổ phiếu này đi thì nó đi cũng khá là chậm rãi thôi, có những phiên tăng và sau đó thì có những cái phiên điều chỉnh xong đó thì lại có những cái nhịp tăng giảm đan xen với nhau. Còn cái việc mua thì Hùng đánh giá là cái nền mua của KBC thì ở cái nhịp thứ hai, nhịp thứ nhất thì nó đã ở nằm ở dưới này, còn nhịp thứ hai thì chúng ta cũng chỉ giải ngân ở quanh vùng giá 10 14 ITA. Đối với ITA, Hùng có đánh giá ở ITA ở nền 2.78, các anh chị có thể xem lại ở nền 2.78. Nếu ở nền 2.78 này ITA tích lũy và vượt thoát thành công được thì ITA sẽ có một nhịp tăng mới. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng ở nền 2.78 ITA đã bị gãy. Ở gãy nền 2.78 thì khi đã gãy cái nền này thì cổ phiếu lại bắt đầu lại bị giảm rất là mạnh. Thì đấy là những cái nền tạo lập, đấy là những cái nền xoay chuyển của cổ phiếu. Thì tại cái nền đó thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát và cái việc mà Hùng Lê hướng các anh chị cái cách quản trị rủi ro nó rất cực kỳ là an toàn. Tức là nền 2.78 là nền chúng ta mở những điểm mua gom. Đó, cổ phiếu khi các anh chị có thể mua gom ở 1 phần 4. Đó, thì như thế thì khi mà cổ phiếu về đến tài khoản rồi, ok, Hùng sẽ sai kịch bản đúng không? Thì chúng ta chỉ cắt có 1 phần 4 cổ phiếu thôi. So với việc là chúng ta mua hết thì như thế chúng ta sẽ chịu một cái mức lỗ rất là lớn. Đó, thì cái cách thức cái cách thức mà chúng ta mua các cái mã cổ phiếu là phải như thế. Ngày hôm qua thì có cổ phiếu SDI. SDI thì đang có một cái nền đánh lên từ nền giá 50. Đang đang khá là ok ở giai đoạn hiện tại thì SDI cũng phải tiếp tục quan sát thêm để chúng ta xem thử xem dòng tiền này có phải là dòng tiền thật hay không. Hay là dòng tiền ảo thì dòng tiền thật hay không hay là dòng tiền ảo thì chúng ta sẽ phải quan sát thêm ở các phiên ở trong tuần tới và cái nền nếu mà dòng tiền thật thì cái nền giá khoảng nền giá 53. Cái nền giá 53 nó sẽ không được thủng cái nền giá 53 mà thậm chí là nền giá 54. Nếu dòng tiền thật thì cổ phiếu này sẽ lình trình tích lũy lại ở quanh 54 một tí và sau đó sẽ tiếp tục đánh lên. Đấy là dòng tiền thật. Còn nếu mà thủng cái vùng 54 thì coi như đấy là dòng tiền này không thực sự là dòng tiền tích cực đối với mã cổ phiếu. Có thêm SDI, CTG, VP Bank rồi, tất SHD Bank, PVB phân tích rồi, GAT rồi, PLX. PLX, một mã cổ phiếu khá là quan trọng. Đối với PLX thì những cái điểm mà Hùng đã khuyến nghị với các anh chị ở quanh vùng giá 55, đấy là những cái điểm chúng ta mở các cái điểm mua thăm dò rất là tuyệt vời. Những điểm mua gom của PLX thì đã đề cập ở trong các bản tin khác, bản tin tuần trước. Và trong những bản tin phân tích thì Hùng có đề cập đến nền giá 60. Cái nền giá 59 đến nền giá 60 thì khi mà cổ phiếu này chạm về cái nền 59 đến nền 60 ở đây thì cổ phiếu cần phải vượt thoát và sẽ phải tích lũy trở lại, bởi vì đây là cái nền kháng cự khá là mạnh của cổ phiếu này. Khá là mạnh của cổ phiếu này thì trong trong tuần thì đã có những phiên PLX chạm về vùng gần tiệm cận đến vùng giá 50 59 và sau đó thì PLX đã có những cái nhịp giảm test và sau đó thì hai phiên cuối tuần thì dòng tiền được kích hoạt trở lại.
Và những tín hiệu hiện tại của PLX thì Hùng đang đánh giá khá là tích cực, và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát PLX ở quanh cái ngưỡng này, đấy là khoảng từ vùng giá 57 đến vùng giá 59. Vùng giá 57 đến vùng giá 59 của PLX, và nếu như PLX có những phiên xác nhận để vượt thoát cái vùng giá này với vol xác nhận thì như thế thì PLX sẽ có một nhịp đánh tăng mới, và sẽ tăng về đâu thì khi đó thì Hùng Lê sẽ quan sát, sẽ tiếp tục quan sát của mã cổ phiếu này, mã cổ phiếu này để chúng ta có thể phân tích và định lượng. Phân tích và định lượng thì vùng giá 60, nếu như vùng giá 60 này mà PLX vượt thoát được qua thì khi đó PLX sẽ khả năng sẽ đánh về vùng 65. Vùng 65 đến vùng giá 66 thì đây là một cái vùng cũng khá là hợp lý của PLX, thì chúng ta sẽ căn cứ vào những cái tín hiệu kỹ thuật hàng tuần, thì như thế thì chúng ta mới có thể phân tích và chúng ta có thể tiên lượng được những cái đường đi tiếp theo của cổ phiếu này. PLX khá là quan trọng và khá là một trong những cái cổ phiếu khá là ok. À, hàng không thì chúng ta sẽ điểm lại HVN và ACB, ACV nữa. Đối với cổ phiếu HVN, đối với HVN, khi HVN chạm về, đúng không ạ? Anh chị có thể thấy khi HVN chạm về vùng đỉnh cũ, đấy là vùng 42, thì HVN đã có những cái phiên test chỉnh, và trong bản tin phân tích tuần trước thì Hùng có đề cập đến cái nền của HVN, đấy là quanh vùng 37.5. Nếu test chỉnh đẹp nhất thì về đến vùng 37.5 đến vùng 38. Kịch kim thì sẽ là vùng 38, thì như thế thì trong tuần thì HVN đã test chỉnh về vùng 338, và một cái điều hiện tại thì tín hiệu của HVN đang tích cực, đấy là sau một cái phiên phân phối giảm rất là mạnh thì HVN đã lấy lại được 1/2 cái phần giảm ở trước đó và đang đóng cửa ở mức giá 39.1. và cái việc mà HVN giảm trong cái nhịp qua thì nó cũng đã làm xì tất cả những cái chỉ báo kỹ thuật ở cái vùng quá mua, thì đấy là một cái tín hiệu tốt của cổ phiếu này. Trên góc độ phân tích hiện tại thì nền tảng là cái nền giá 38, cổ phiếu HVN sẽ không được phép thủng cái nền giá 38, bởi vì khi thủng cái nền giá 38 thì như thế cổ phiếu đã chuyển hoàn toàn sang một cái pha xu thế rất là xấu rồi. Thì đối với HVN chúng ta sẽ tiếp tục quan sát, nếu Hùng Lê bảo nếu như cổ phiếu này không thủng vùng giá 38 và tiếp tục vượt thoát và có những cái tín hiệu dòng tiền tốt, thì cái nhịp đánh tiếp theo của HVN sẽ đánh vượt thoát cái vùng đỉnh cũ đây, và sẽ về đến những cái vùng giá cao hơn. Và cái việc là đi đến vùng giá nào cao hơn thì Hùng Lê sẽ tiếp tục phân tích dựa trên những cái tín hiệu kỹ thuật và dựa trên cái sự tiên lượng hiện tại của cái nhịp đánh này của HVN. Và khi mà vượt thoát được ở vùng giá 42 đến vùng giá 43 thì cái đích đến tiếp theo của HVN sẽ là khoảng vùng giá 50. Thì các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê ở cái nền giá 38, đấy là một cái nền phân kỳ của HVN mà chúng ta đáng phải lưu tâm. ACV, đối với ACV thì đó, những cái nhịp phân tích của Hùng Lê cũng khá là sát khi mà ACV chạm về vùng 90. Thì ACV đã có những cái nhịp chỉnh, thì cổ phiếu này muốn đi tiếp thì cổ phiếu này cần phải đánh vượt thoát vùng giá 90. Một số các cái mã cổ phiếu đầu cơ như là Hoàng Anh Gia Lai, TNI, Hùng sẽ xem HAG. HAG thì Hùng đã phân tích rồi. HAG thì chúng ta sẽ có một cái nhịp test chỉnh không về tối đa quá vùng 5.5.3. Thì những tín hiệu hiện tại của HAG thì HAG đang bị gặp một cái vùng cản 5.5 đây, hiện tại chưa vượt qua được. Nhưng mà Hùng đánh giá rằng cái vùng 5.5 này thì cũng sẽ sớm được vượt qua thôi. Và cái trend đầu cơ của cổ phiếu HAG cũng là một đã là bắt đầu rồi. Thì những anh chị nào mà đang nắm giữ HAG thì chúng ta có hoàn toàn yên tâm nắm giữ đối với mã cổ phiếu này thôi. TNI thì chưa có gì, TNI thì vẫn như vậy thôi. CRE sau những cái nhịp tăng mạnh thì đã chỉnh, ok, mã cổ phiếu đầu cơ.
cổ phiếu mới lên sàn à, mã VGI, mã VGI là một VGI đang có những cái nhịp test chỉnh và các anh chị lưu ý giúp Hùng lên, nếu như VGI test chỉnh được về đến vùng 18 thì cũng có thể tham gia đối với mã cổ phiếu này. Và những yếu tố hiện tại thì Hùng nghĩ là VGI lại không chỉnh, không không biết là có chỉnh được về 18 không, nhưng khả năng là VGI lại theo một cái kịch bản là VGI lại tích lũy lại quanh vùng 19 và lại có những cái phiên tạo lập để đánh vượt thoát lên như này. Thì như thế thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát, nhưng đối với VGI là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị cho các anh chị từ vùng 16. Đây từ cái vùng 16 đây này, vùng 16. Thậm chí là đến vùng 16.5 thì đây là những vùng rất là đẹp khi mà cổ phiếu này đang 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 tạo thành những cái trend tăng rất là ok. Thì bây giờ lên đến cái vùng này thì nó hơi rủi ro rồi, nhưng Hùng đánh giá rằng VGI cũng vẫn khá là ok. Và trong tuần thì có những mã cổ phiếu nào đẹp thì Hùng Lê sẽ tiếp tục cập nhật và sẽ tiếp tục up lên, ở trên một là trên kênh Facebook thì các anh chị có thể đăng ký tham gia nhóm group chứng khoán Ngành ngang 100 ông chơi còn 599, còn ở trên trên kênh YouTube thì các anh chị xem các bản điểm tin của Hùng Lê thì các anh chị có thể đăng ký kênh để cập nhật tất cả những cái video mới nhất của Hùng Lê. Thì Hùng Lê cũng xin lưu ý với các anh chị là nếu đây là một cái câu chuyện mà Hùng Lê chia sẻ là những bản tin video phân tích kỹ thuật của Hùng Lê, nếu như các anh chị đăng ký ở các lớp học về phân tích kỹ thuật thì các anh chị sẽ mất rất nhiều tiền. Có những khóa học về phân tích kỹ thuật thậm chí các anh chị có thể mất đến 40-50 triệu. Tuy nhiên Hùng Lê không làm thế, tất cả những kiến thức Hùng Lê học được và những kiến thức mà Hùng Lê có được ở trên thị trường thì Hùng Lê đều public lên trên kênh YouTube và trên các cái phương tiện để cho tất cả các anh chị cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta cùng tham gia, cùng học hỏi. Thì đấy là những cái bản tin Hùng đánh giá rằng là rất là tốt và rất là bổ ích để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta ngày càng có một cái nền tảng kiến thức tốt hơn để chúng ta tồn tại và chúng ta phát triển được ở trên thị trường chứng khoán. Và chính vì vậy nên là các anh chị cũng ủng hộ Hùng Lê bằng cách là share các cái bản tin video, chia sẻ kênh ở trên những cái trang Facebook cá nhân của mình, rồi chúng ta đăng ký kênh để chúng ta có được một cái lượng cộng đồng nhà đầu tư ngày càng lớn mạnh và ngày càng phát triển. Thì đấy là tất cả những cái câu chuyện về đầu tư. Và rõ ràng một điều là trên Zalo thì các anh chị vẫn có thể tiếp tục kết bạn với Hùng Lê qua số điện thoại 0968 279 555. Còn nhóm group Facebook thì đến ngày hôm nay, coi như đến ngày hôm nay thì Hùng Lê chính thức là Hùng Lê sẽ không duy trì nhóm group Facebook, group Zalo Chiến binh Samurai 01, và Hùng Lê sẽ sớm trở lại hỗ trợ cộng đồng nhà đầu tư ở trên kênh Zalo hoặc trên nhóm chat của Facebook sớm nhất có thể. Và tất cả mọi tương tác của anh chị thì chúng ta có thể tương tác với Hùng Lê qua kênh YouTube ở trên tab cộng đồng, qua kênh YouTube ở trên tab cộng đồng hoặc là trên kênh chứng khoán, nhưng Hùng Lê sẽ ưu tiên tối ưu ở trên kênh YouTube, bởi vì trên kênh YouTube là một kênh mà một cái kho tàng kiến thức khổng lồ mà chúng ta có thể tìm kiếm ở trên đó rất nhiều các cái video rất là bổ ích và rất là có ý nghĩa ở trong cuộc sống. Thì chính vì vậy nên Hùng Lê cũng muốn là chúng ta sẽ quy tụ về đó để chúng ta xây dựng một cái cộng đồng nhà đầu tư ngày càng phát triển và lớn mạnh. Thân ái chào tạm biệt quý anh chị nhà đầu tư và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong các bản tin phân tích tiếp theo.